Xin chào mọi người. Tối nay 9 giờ tối mình sẽ có một cái phát trực tuyến. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin mới nhất của tiền điện tử, cũng giống như Bitcoin. Những thông tin rò rỉ, những cái thứ mà những con cá voi, cá heo, những cái con cá rất lớn nó đang quan tâm tới ngay bây giờ. Nó dùng những thông tin đó để nó đầu tư. Tại sao là đăng ký ETF? Tại sao là đăng ký Ethereum tương lai ETF? Tại sao làm những cái vấn đề như thế? Tại sao những cái quỹ lớn bỏ cả ngàn chữ nắm cả ngàn tỷ đô la lớn nhất vũ trụ đang nhảy vô Bitcoin? Người ta biết gì mình không biết. Bao nhiêu đồng Bitcoin ngay bây giờ đang nằm trên sàn chính xác? Và cái số lượng rời sàn mỗi ngày là bao nhiêu? Số lượng ví đang được tạo ra để mua thêm Bitcoin, ai là người mua thêm Bitcoin? Ai là người bán? Thì những cái tài liệu, những cái data, những cái thống kê như vậy, tối hôm nay phát trực tuyến 9 giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn. Rõ ràng hôm nay mình lại ngủ tới 2 giờ mấy mình mới dậy lận. Bởi vì hồi tối mình thức quá trễ. Nhưng tối hôm nay mình sẽ cố gắng ngủ sớm hơn, đúng không? Sớm hơn. 11 giờ mình đi ngủ, 5 giờ sáng mình dậy, 7 giờ bạn có thông tin mới nhất của tiền điện tử. Những cái thông tin mà nhiều lúc bạn coi nó xong, mình vừa đẩy ra, bạn có cái tài liệu đó, bạn có nhảy ra, có thể dựa theo cái tài liệu đó bạn nhảy ra bằng chốt đơn liền. Bởi vì sao? Đó là những cái nguồn mình có. Và mình muốn chia sẻ những cái thứ đó cho bạn để bạn chốt đơn. Nhưng nhiều lúc thời gian, cái sự sắp xếp cái công việc của mình, nhiều lúc mình thức qua đêm, nhiều lúc mình thức tới 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng, và 7 giờ mình 5 giờ sáng mình dậy không được. Thì mình sẽ cố gắng, gọi là cái tuần này là cái tuần gọi là luyện tập lại. 5 giờ sáng mỗi ngày, 7-8 giờ sáng bạn có video, ok? Trưa bạn sẽ có một cái video ở trên YouTube, tối thì bạn có phát trực tuyến. Xuyên cái ngày á, xin lỗi bạn, thì rõ ràng xuyên nguyên cái ngày thì bạn sẽ có tín hiệu để bạn chốt đơn. Ở đây mình cung cấp tới 8 dịch vụ cho bạn được. Tín hiệu của Bitcoin, tín hiệu của Ethereum, tín hiệu của những cái đồng altcoin và những cái lớp nữa, ok? Để cho bạn có đủ dụng cụ để ăn chơi trong cái chu kỳ này. Những người nào muốn có tự do tài chính, đây là cái nền tảng nên quan tâm, ok? Xin chào mọi người.